Phía sau thành công của MacBeat, người thách thức đặc vụ FBI. Mùa thu năm 2016, Jimmy Donaldson vẫn chưa thấy có dấu hiệu sẽ trở thành một tỷ phú nổi tiếng. Đến lúc đó, thanh niên 18 tuổi có tính cách rụt rè đã đăng video lên YouTube được 5 năm từ ngôi nhà của mẹ anh ở bang Bắc Carolina nhưng không được chú ý nhiều. Mẹ giục vào đại học, nhưng Donaldson bỏ ngang chỉ 2 tuần sau khi vào Đại học Đông Carolina. Thay vì đến lớp, anh dành phần lớn thời gian ở trường để chỉnh sửa video. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về trường học. Tôi nghĩ tôi là kẻ lập dị. Mọi người sẽ nói với tôi, tất cả những gì anh làm là các video trên YouTube. Anh quá ám ảnh với YouTube. Sống bình thường đi, Donaldson chia sẻ. Sau khi Donaldson bỏ học, mẹ của anh thất vọng đến nỗi đuổi anh ra khỏi nhà. Thế nhưng, sự đam mê của anh được đền đáp. 7 năm sau, Donaldson, người nổi tiếng trên mạng với tên MacBeat, đã có 167 triệu người đăng ký kênh YouTube, nhiều hơn bất kỳ cá nhân sáng tạo nội dung nào trên nền tảng này. MacBeat còn có 85 triệu người theo dõi trên TikTok và 39 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh vừa trở thành người đầu tiên cán mốc 1 triệu người theo dõi trên Threads, mạng xã hội mới của Meta, đạt được cột mốc này trước cả CEO Mark Zuckerberg. MacBeat chăn mừng thành công này bằng hành động thường thấy, tặng một chiếc xe điện Tesla cho một người hâm mộ ngẫu nhiên. Ở tuổi 25, MacBeat là ông chủ của đế chế phát triển nhanh chóng, được định giá hơn 1 tỷ USD. Anh tạo nên nó bằng cách dàn dựng những pha nguy hiểm ngày càng đắt đỏ và bắt mắt, cùng với những món quà hào phóng bằng tiền mặt và hoạt động từ thiện, như tài trợ cho các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể giúp 1.000 người mù nhìn lại được. Tôi chỉ muốn tạo ra những video hay hơn, tôi không quan tâm đến việc kiếm tiền. Tôi chỉ muốn tạo ra những video hay nhất trên hành tinh, anh chia sẻ. Tái hiện trò chơi con mực, trói đặc vụ FBI. Hầu hết các video hành động của MacBeat đều bắt đầu với cảnh Donaldson giải thích ngắn gọn về bối cảnh trong vài giây, đầu tiên trước khi triển khai một loạt các pha nguy hiểm, trò đùa, thử thách có nhịp độ nhanh. Xung quanh anh là một nhóm bạn hỗ trợ, tất cả họ đều mặc quần jean, áo phông và áo hoodie. Bộ râu lởm chởm và tính dễ bị kích động của Donaldson khiến anh khác biệt với nhóm. Trong một clip thực hiện năm ngoái, Donaldson đã trói một đặc vụ FBI vào ghế, ném cho anh ta một con dao và đề nghị tặng 100.000 USD nếu đặc vụ này có thể bắt được anh trước, nửa đêm. Một cuộc rượt đuổi điên cuồng xảy ra sau đó liên quan đến mê cung hàng rào, cải trang và trốn thoát bằng máy bay riêng. Sarah Fisher, một phóng viên truyền thông của Axios, cho rằng tính chân thực và gần gũi của Donaldson tạo nên sự hấp dẫn cho các video của MacBeat. Anh ấy không mặc vest mà mặc quần áo thường ngày. Đó là anh ấy đi chơi với bạn bè của mình, Fisher nói. Trong một video, Donaldson đến thăm các phòng khách sạn sang trọng trên khắp thế giới, trong đó có một trong một lâu đài cho thuê với giá 1 triệu USD mỗi đêm. Fisher nói, đó là một cách làm thú vị bởi anh ấy giúp người xem biết được những thứ họ không bao giờ thấy trong đời thực. Ai được ở trong một khách sạn triệu đô, Fisher đánh giá. Một số video nói về sự phô trương giàu có như chuyến bay với chiếc vé đắt nhất thế giới. Video gần đây ghi lại hình ảnh MacBeat cho nhóm của mình đi chơi trên những du thuyền khổng lồ cùng diễn viên hài Peter Davison và ngôi sao NFL Tom Brady. Dù có thu nhập và sự nổi tiếng ngày càng lớn, MacBeat và những người bạn vẫn thể hiện sự bất ngờ và hào hứng với tất cả các cuộc phiêu lưu của họ, không thua lỗ hay đặc quyền khiến anh ấy trở nên dễ gần. Năm ngoái, MacBeat thu hút một lượng người đăng ký tăng đột biến sau khi anh ấy dàn dựng một phiên bản đời thực của Squid Game, bộ phim truyền hình ăn khách của Netflix. Trong đó những người tuyệt vọng cạnh tranh trong các cuộc thi chết người để giành giải thưởng tiền mặt lớn. Tuy nhiên, không ai chết trong phiên bản của MacBeat. Video được xem 460 triệu lần. Khi mức độ nổi tiếng tăng lên, mức tiền mà MacBeat sử dụng cũng tăng theo. Trong một clip gần đây, anh đã đâm một đoàn tàu lớn vào một cái hố khổng lồ. Donaldson cho biết anh ấy chi 1 triệu USD mỗi tuần cho các video của mình. Trong video hồi tháng 1 có tựa đề 1.000 người mù loà nhìn thấy lần đầu tiên, Donaldson đứng cạnh các bác sĩ và cam kết chữa bệnh mù loà trong tràng vỗ tay lớn. Khi các bệnh nhân bước ra từ cuộc phẫu thuật đục thủy tinh thể, anh trao cho họ chiếc vali chứa đầy tiền mặt. Đây là 10.000 USD để giúp cuộc sống của chị tốt đẹp hơn, anh nói với một phụ nữ khiến người này cực kỳ xúc động. Trong một video khác, anh mua chân tay giả cho hơn 2.000 người tàn tật. Một số người chỉ trích Donaldson lợi dụng người yếu thế để kiếm video và tiền tài trợ. Tuy nhiên, Vince Miller, giảng viên về văn hóa và xã hội học tại Đại học Kent ở Anh, cho rằng Donaldson rất sáng tạo với mô hình chia sẻ doanh thu từ YouTube để hỗ trợ hoạt động từ thiện. Donaldson chỉ muốn người xem video của anh ấy và giải trí thay vì quyên góp thời gian hoặc tiền bạc của họ. Và càng nhiều người xem, Donaldson càng kiếm được nhiều tiền và có thể quyên góp cho hoạt động từ thiện.
Theo ông Miller, công thức thành công của Mavis gồm một số yếu tố, sự hấp dẫn và sự nhiệt tình kiểu bình dân. Các pha hành động nguy hiểm cao độ cùng với những xuất tiền được tung ra như hoa giấy. Miller cho rằng sự nổi tiếng của Donaldson bắt nguồn từ hình thức từ thiện độc đáo. Anh ấy thuyết phục người xem bằng cách xem video của anh ấy và giúp anh ấy có thêm lượt xem. Họ đang tham gia vào một dạng chủ nghĩa tiêu dùng có đạo đức. Việc anh ấy tái sử dụng một phần lớn thu nhập mà anh ấy kiếm được từ những video thành những giải thưởng, thậm chí còn lớn hơn và hoành tráng hơn cho những video tiếp theo là một trong những bí quyết thành công của anh ấy. Anh ấy thường sử dụng thu nhập từ các video trước của mình để vượt qua chính mình trong các video tiếp theo, Miller nhận xét. Qua kênh từ thiện Beats Philanthropy, nơi có gần 15 triệu người đăng ký, Donaldson đã quyên góp được hàng triệu USD để trồng cây, làm sạch rác thải nhựa ở đại dương và quyên góp quần áo cho những người nghèo khó. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Donaldson cho biết anh đã nghiên cứu kỹ thuật toán đề xuất của YouTube và những người sáng tạo khác để tìm ra công thức giúp video của anh trở nên phổ biến. Cách tổ chức cuộc thi trong các video của Donaldson khuyến khích người xem theo dõi đến cuối để biết kết quả. Điều này mang lại doanh thu quảng cáo cao hơn cho cả Donaldson và YouTube, khiến thuật toán của nền tảng thường xuyên đề xuất video của anh. Đến nay, Donaldson đang giám sát 5 kênh YouTube với tổng cộng hơn 1/4 tỷ người theo dõi. Các video của anh được lồng tiếng bằng các ngôn ngữ khác. Google, công ty mẹ của YouTube, từ chối cho biết Donaldson kiếm được bao nhiêu tiền từ những nội dung như vậy. Nhưng tổ chức kỷ lục Guinness cho biết anh giữ kỷ lục là người đóng góp nội dung có thu nhập cao nhất trên YouTube, kiếm được 54 triệu USD năm 2021. Donaldson đang điều hành khu studio rộng lớn trị giá 10 triệu USD gần Greenville trên khu đất rộng 100 mẫu và nhiều nhà kho để phục vụ việc quay video. Donaldson thậm chí sẽ quay lại trường đại học theo cách của anh. Tháng 11 năm ngoái, Đại học Đông Carolina thông báo sẽ hợp tác với anh để triển khai chương trình giáo dục về sáng tạo nội dung số trong trường. Tháng 4 năm nay, anh giảng dạy tại trường kinh doanh Harvard. Năm ngoái, tạp chí Time đưa Donaldson vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Donaldson cho biết sự nổi tiếng cũng có mặt trái. Anh không thể tự ra cửa hàng mua đồ hay đến bất kỳ nơi công cộng nào vì rất đông người hâm mộ sẽ côi kín và theo anh về nhà. Khi dừng chân ở Chile năm ngoái, Donaldson đồng ý chụp ảnh selfie với một phán trẻ ở sân bay. Sau khi người đó đăng ảnh lên mạng, rất nhiều người vây kín khách sạn của anh đến mức anh phải thuê người bảo vệ. Dẫu vậy, Donaldson cho biết anh vẫn cực kỳ đam mê những việc anh đang làm. Tôi sẽ tiếp tục 10 năm nữa và tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì. Nếu bạn lấy mất kênh của tôi không biết mình sẽ làm gì, anh chia sẻ.